Tuy là không có biết vẽ nhiều nhưng mà vẽ ra được bức tranh thỏ dễ thương ghê. Bây giờ cùng tô màu với mình nha. Hôm nay là mình sẽ sử dụng bộ màu chì của Daily để tô đó. Đầu tiên là sử dụng một màu nâu để đồ đồ ở bên ngoài mấy bé thỏ, mắt mũi miệng cho em nó, rồi tiếp tục thêm một số má hồng. Phần bụng, tay chân và phần tay thì cũng đều tô màu hồng nhẹ nhàng hết luôn nha. Mấy bé này đang đi dã ngoại ở ngoài vườn cam cho nên là vẽ rất là nhiều trái cam khác nhau. Tới đây là thấy xương xương xong nhân vật chính rồi đó, nhưng mà ba nhân vật chính ngồi ở dưới cỏ thì tội quá cho nên là vẽ thêm một tấm thảm màu hồng. Để cho bức tranh tuyệt đẹp thì bây giờ mình sẽ vẽ thật là nhiều cây cam ở xung quanh. Bình thường mấy cái bụi cây này là tôi tô xấu lắm. May á là cái bộ màu chì này có rất là nhiều sắc độ màu xanh cho nên là tha hồ tô vẽ luôn. Đây là màu chì gốc dầu cho nên là màu không có tan ở trong nước. Phần ngoài chì thì mềm mại và dễ tô, màu sắc cũng đẹp nữa. Và đây là kết quả nè. Vẽ và tô đơn giản thôi nhưng mà có được một bức tranh nhỏ nhắn xinh xắn cực kỳ đáng yêu. Còn bây giờ thì mình dán em nó lên trên tường. Nhớ đăng ký kênh để lần sau đón xem vẽ tiếp nha.